Sao chùa sư có cho tăng xin đề thi năm cuối của học kỳ? Cái đề thi năm cuối, quý vị hỏi ngày năm, hôm nay ngày 14, ngày không biết là đã tới hạn nộp bài hay chưa. Rồi, hãy cho biết lợi ích của đại niệm xứ. Hôm bữa các con cho hành đường nên không có nghe sư cả giảng được nên con bỏ câu đó. Mong sư giảng giúp con vì con chỉ biết có tứ niệm xứ thôi. Mong sư hoan hỷ. Và về câu hỏi này thì xin thỉnh đại đức Tuệ Trường này trả lời. Dạ, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, thì cái vị này nói là hãy cho biết lợi ích của đại niệm xứ. Và ở đây vị này có nói là mong sư giảng vì con chỉ biết có tứ niệm xứ thôi. Ở đây trước khi trả lời câu hỏi này, sư sẽ giải thích về từ gọi là đại niệm xứ và tứ niệm xứ là như thế nào cho quý vị hiểu rõ nha. Khi mà nói về kinh kinh tứ niệm xứ thưa quý vị, kinh tứ niệm xứ hay là kinh niệm xứ đó mà từ Pali là Satipatthana đó, thì có hai bài kinh tiêu biểu nằm ở hai bộ, ở trong trường bộ đó là kinh đại niệm xứ, còn ở trong trung bộ mình còn gọi là kinh niệm xứ, hoặc là mình gọi là kinh tứ niệm xứ cũng được. Đó. Thì trong kinh trung bộ và kinh trường bộ mô tả về tinh thần Đức Phật ngài giảng giải về tinh thần tứ niệm xứ, tinh thần tu tập tứ niệm xứ, nó đúng là như vậy, tinh thần tu tập tứ niệm xứ. Thì hai bài kinh này đa phần là giáo lý là tương đồng nhau, như vậy vì nghe rõ nghe, đa phần giáo lý là gần như giống nhau, chỉ khác những cái điểm là giống như về cái địa về cái đôi khi về cái đối tượng địa điểm này nọ đó, có thể thêm thêm một số về văn câu đó. Nhưng mà về cái nội dung chính cốt yếu đó, là giống nhau chứ không khác nhau. Đó là sư giải thích về tại sao mà đại niệm xứ là tứ niệm xứ để cho vị này hiểu rõ. Đó là một, gần như là một, gần như là một quý vị, đều là tinh thần niệm xứ. Vị này mới hỏi là cái lợi ích đó, lợi ích đó của niệm xứ là gì. Thì cái lợi ích đó, trong kinh tứ niệm xứ Đức Phật đó, ngài có nói rõ trong chính kinh thưa người, là ngài nói như thế nào. Ngài nói là này các tỳ khưu, con đường này là con đường độc nhất, có nghĩa là việc thực hành tứ niệm xứ thưa vị, này các tỳ khưu, con đường này là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu và bi, diệt trừ khổ và u, chứng thánh đạo và thấy rõ niết bàn. Con đường này là bốn niệm xứ, đó là cái lợi ích đó quý vị. Lợi ích đó, lợi ích nó nghĩa là gì đó, nghĩa con đường độc nhất nè, con đường này đưa đến thanh tịnh nè, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ u, chứng thánh đạo và thấy rõ niết bàn, đó là cái lợi ích. Vậy thì ở đây á, cái câu hỏi đặt ra là như vậy nè. Ủa vậy bạch vị này có thể nhiều người hay là vị này có thể thắc mắc hỏi thêm. Giả sư cho con hỏi cái điều mà cái lợi ích mà sư vừa nói á, là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh chúng sanh. Vậy thì cái lợi ích mà đưa đến cái thanh tịnh chúng sanh ở đây là như thế nào? Rồi vượt khỏi sầu và bi, rồi diệt trừ khổ u, rồi chứng thánh đạo, rồi thấy rõ niết bàn là như thế nào? Thì thưa quý vị, cái điều này á, khi mà nói điều này nè, quý vị phải chịu khó thôi, phải chịu khó thôi. Tại vì biết sao? Tại vì để giảng dạy những cái lợi ích nè của tứ niệm xứ nè, lợi ích của bốn niệm xứ này nè, thì xin tại thứ nhất là do thời lượng có hạn, không có thời gian để giải thích rõ, bởi vì rất là dài thưa quý vị, trong chú giải và phụ chú giải và trong cái bản dạ giảng giải của các ngài thiền sư giảng giải vấn đề rất là dài, mà sư chỉ nói một cách ngắn gọn với các ở đây cho quý vị hiểu thôi. Giống như là nguyên cái đoạn này nè, giống như là con đường này là độc nhất nè, thì có bốn ý nghĩa rồi đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh đó, có tận bốn ý nghĩa, rồi vượt khỏi sầu và bi á, có tới năm ý nghĩa, rồi vượt khỏi sầu và bi á, có tới hai nhân đó, hai nhân mà sanh khởi sầu và bi đó. Rồi lại á, diệt trừ khổ và u là có tới bốn lần. Mà sư có tham khảo một vài bản chú giải, bản giảng giải chính xác là bản giảng giải của ngài thiền sư Mahasi và bản giảng giải của ngài thiền sư Shilananda và bản giảng giải của sư Chánh Minh, ngài Chánh Minh đó, thưa vị, ngài Chánh Minh đó.
thì để giảng giải rõ cái lợi ích này, những lợi ích này nè, thì sẽ thấy dao động lên tới 15 16 trang mà. Cho nên quý vị muốn hiểu rõ thì quý vị tìm đọc những tài liệu đó, thì chỉ cung cấp cái từ khóa là tài liệu của nhà Mahasi thì quý vị sạch là giảng giải kinh đại niệm xứ mà Tỳ Kheo Bốn Nam dịch, còn của ngài Xí Lan Đá là đại niệm xứ, còn của ngài Chính Minh đó là giảng giải cái đại niệm xứ, quý vị đọc sẽ rõ hơn thôi, tại vì nếu mà giải thích những cái lợi lạc là những cái lạc mà của đại niệm xứ này rất là dài, cho nên không có thể, thời lượng có hạn, cho nên không có giải rõ hết, mà sư chỉ vắn tắt cho quý vị đó, như vậy đó, thì mong quý vị cũng hoan hỷ. Dạ, không biết đại đức hành toàn bổ sung gì thêm, xin kết thúc câu trả lời. Cái câu hỏi này đó thì nó có hai phần, một phần là dựa theo kinh tạng, một phần thì chúng ta có thể dựa theo cái mở của cá nhân. Thì có một vài những cái mà đại đức tự tường nói đã quá đủ, thì tôi chỉ mở thêm một vài vấn đề. Thứ nhất á, là cái lợi ích khi mà cá nhân mình nó sẽ như thế nào. Thứ hai đó, lợi ích khi mà những người xung quanh mình á thành đại niệm xứ, tứ niệm xứ thì sẽ như thế nào. Và cái thứ ba đó là lợi ích nếu như mà tất cả chúng sanh đều thực hành tứ niệm xứ thì thế gian này nó sẽ khác bây giờ như thế nào. Thì đó là cái phần mở mà tôi nghĩ nó có thể là cái phần cho điểm ha. Và tôi hy vọng là vẫn còn kịp để quý vị làm bài. Hôm nay phải nói là hôm nay sư rất là mệt sư tính là nghỉ không có vấn đáp ngày hôm nay nhưng mà thấy cái câu hỏi này thấy tôi chết rồi ngày năm, và bây giờ mình nghỉ mà sắp tới là chuẩn bị tới 20 tới 30 là nghỉ cái khóa thiền là sẽ không có vấn đáp, không có cái gì hết, thì cái câu này sẽ ngâm giấm luôn, cho nên thôi tranh thủ online để trả lời. Bây giờ chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.